Tại sao trong kinh con đều thấy người ta tích phước thiện thì đều là hưởng quả lành sau khi chết? Kể cả việc cúng dường một vị Phật là việc đại phước đức thì quả lành vẫn không đủ mang lại lợi ích trong hiện tại. Sư có thể nói qua một chút về sắc thọ tưởng hành thức được không? Con nghe giảng trên YouTube mà và có tìm hiểu, nhưng ngoài thọ và sắc ra còn tưởng hành thức con không hiểu nổi và thấy chúng na ná nhau. Trong Milindavanha đó, ngài Nagasena ngài có giải thích như thế này: giống như những cái cây ăn trái mà lâu năm đó, thì nó không thể nào nó cho quả trong một ngày hai ngày được. Chỉ những cái cây nhỏ thì nó mới có thể cho quả một ngày hai ngày. Và tất cả các quả báo đều cần phải có thời gian để cho quả. Và do đặc điểm của các cái việc thiện á, là cho quả báo lớn lao, cho nên nó cần có thời gian lâu dài để nó trổ quả. Do đó, do đặc tính của các cái quả thiện như vậy đó, thành ra là thường là nó sẽ trổ ở cái kiếp sau. Trừ khi chúng ta làm cái phước thiện cho một vị mà vừa mới ra khỏi diệt thọ tưởng định, như là Đức Phật, chư hàng A-la-hán, thì nó sẽ cho quả ngay trong kiếp hiện tại. Hoặc là có một số trường hợp được mô tả trong kinh ấy, là một người sau khi mà cúng dường cái y phục cho Đức Phật rồi đó, họ được nhà vua tặng cho hai bộ, sau khi hai bộ y phục đẹp hơn, ngon lành hơn. Và sau khi mà đem hai bộ đó cúng dường cho Phật luôn thì được tặng bốn bộ, đem bốn bộ đó cúng dường cho Phật được tặng tám bộ. Đấy không, hình như là nhớ chỉ có bốn bộ thôi. Và sau đó đó, nhà vua hoan hỷ với cái phước thiện của cái người này làm đó. Nhà vua tặng cho anh này là bốn cặp bò, bốn cặp lừa, rồi bốn, nói chung là thú mỗi cái là bốn cặp đấy, rồi bốn ngôi làng, bốn người đầy tớ gái, bốn người đầy tớ trai đó, rồi bốn cái xe ngựa, rồi bốn cái thùng vàng. Đó là cái quả cho kiếp hiện tại. Hoặc như vợ của vua Vasenadi là bà gọi là Mặc Lợi Phu Nhân ấy. Thì bà sau khi mà cúng dường cho Đức Phật xong ấy, thì do cái phước của bà, cái phước cúng dường cho Đức Phật ấy, cho nên là cái bóng râm mà che bà nó không có đổi. Và khi vua Vasenadi đi ngang qua nhìn thấy bà là vua là coi như là rụng rời tay chân, là vua rước bà về làm hoàng hậu luôn. Mà trước đó là bà là một cái người nghèo, một cái người ăn xin nha, ăn xin nghèo. Đấy, thì đó là cái trường hợp mà cho quả cho kiếp hiện tại. Nhưng mà nó rất là hiếm. Bởi vì cái đối tượng mà chúng ta làm các cái phước thiện đó, nó không đủ mạnh. Và thường thì các cái quả báo nó sẽ trổ ở đời sau. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu như thế này. Hiện tại bây giờ chúng ta trồng là trồng cho các cái quả báo đời sau. Nhưng mà còn những cái quả báo hiện tại đó, chúng ta đang hưởng mà chúng ta không nghĩ là nhờ kiếp trước chúng ta có làm thiện cho nên kiếp này chúng ta mới được hưởng quả báo. Chứ nếu như kiếp trước chúng ta làm ác, chúng ta không làm thiện, đời nay chúng ta đâu có phước chúng ta hưởng. Chúng ta cứ nghĩ cái phước thiện nó phải là những cái chuyện ghê gớm như là được trúng số, được giàu sang, được sắc đẹp, được nhà lầu xe hơi, được vợ đẹp con ngoan thì nó mới là phước thiện, nó mới là phước. Chứ đôi khi hiếm khi nào chúng ta nghĩ đó, ngày hôm nay chúng ta không có bệnh là chúng ta đang hưởng phước. Ngày hôm nay chúng ta không mắc nợ, chúng ta không phải bị nợ nó đòi là chúng ta đang hưởng phước. Ngày hôm nay chúng ta không bị đói là chúng ta đang hưởng phước. Đó là cái phước quả thiện đời cũ. Chứ nếu như mà chúng ta không có phước, không có cái phước của đời trước chúng ta làm, xin thưa, chúng ta sẽ sống trong bệnh tật, chúng ta sẽ sống trong thiếu thốn, chúng ta sẽ sống trong đói khổ ha. Đấy,
Ủa sao lại báo là không nghe được tiếng nữa? Alo. Alo. Bây giờ quý vị có nghe hay không? Bây giờ nè, hiện tại bây giờ nè, quý vị có nghe hay không? Đẩy qua trong cái đoạn mà mới nhất, có nghe hay là không? Có nghe là không mà cũng không ai nói năng gì luôn. Chắc ngủ hết rồi, sư nói một mình sư nghe, tự mình ảo tưởng sức mạnh là có những người theo dõi, mà thực tế là họ chỉ mở máy ra rồi họ đi chỗ khác họ chơi, mở máy cho số đẹp ha. Rồi nghe rõ đấy, có những khi sư hỏi quý vị thì quý vị nên trả lời, chứ không thôi là sư tưởng là quý vị chỉ mở máy lên là quý vị để đó để cho an ủi ông sư, là để có người nhìn cái số liệu là có người theo dõi thôi, chứ còn thực tế là sư đang nói cho một mình sư nghe thì nó tội nghiệp sư lắm ha. Rồi. Rồi cái thứ hai đó.